Mến chào quý vị và các bạn đến với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Quý vị thân mến, ham muốn tình dục bao gồm hai phần là tinh thần và thể chất. Khía cạnh tinh thần là ham muốn và khía cạnh thể chất là sự phấn khích. Và con người không phải lúc nào cũng đạt được cả hai phần này cùng một lúc. Người ta từng nghĩ rằng ham muốn nhất thiết phải có trước quan hệ chăn gối, tức là phải có ham muốn thì mới lên giường được. Nhưng theo các nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thì điều này không phải lúc nào cũng đúng, ít nhất là ở phụ nữ. Họ thường bị kích thích về thể chất và sau đó mới xuất hiện cảm giác ham muốn về mặt tâm lý. Ham muốn của phụ nữ có thể xảy ra theo hành động của bạn tình và phụ thuộc nhiều hơn vào bối cảnh. Phụ nữ thường không nghĩ đến việc làm tình và sự thân mật cho đến khi đối tác của họ bắt đầu tiếp xúc. Ví dụ như hôn vào vị trí cổ hay có những cái hành vi đụng chạm cơ thể. Và ở nhiều người phụ nữ thì ham muốn có thể chỉ xuất hiện khi quan hệ chăn gối hoặc thậm chí sau lần cực khoái đầu tiên ở nữ giới. Rõ ràng những dữ liệu này cho chúng ta thấy một trình tự ham muốn ở phụ nữ khác với suy nghĩ của nhiều người. Trong video này, Khánh Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về nghiên cứu quy trình yếu tố tác động đến ham muốn ở phụ nữ, quý vị nhé! Thứ nhất, ham muốn của phụ nữ xuất hiện khi họ có cảm giác dễ chịu và muốn đáp lại. Các bạn thân mến, khi bạn tác động lên người phụ nữ bởi một hành vi kích thích, đồng thời trong thời điểm này, tâm trạng của người phụ nữ đang vui vẻ, thì cơ thể phụ nữ bắt đầu có những thay đổi. Những thay đổi trong cơ thể sẽ tác động vào suy nghĩ và người phụ nữ sẽ lóe lên một ý tưởng, đó là quan hệ tình dục vào thời điểm này. Ví dụ thế này, khi người phụ nữ đang ngồi đọc sách, trong đầu họ lúc này hoàn toàn không có một chút ham muốn nào cả, tức là về mặt tâm lý hoàn toàn không bị kích thích. Nhưng nếu ngay sau đó người đàn ông đến gần và có những cái hành vi đụng chạm cơ thể hoặc là hôn lên một số vị trí nhạy cảm, thế thì sau hành vi này thì người phụ nữ mới đạt được sự phấn khích về mặt tinh thần. Những hành vi đụng chạm đã tạo ra cảm giác dễ chịu cho phụ nữ. Từ đó họ có ý tưởng quan hệ thân mật để đáp lại sự dễ chịu đấy. Kết quả là tình dục được xác lập. Các bạn đã hiểu quy trình này chưa ạ? Thứ hai, đối với phụ nữ thì lý do cho quan hệ chăn gối là khác nhau. Ví dụ, một người phụ nữ muốn gần gũi bạn tình, muốn trải nghiệm cảm giác hưng phấn, nhưng không nhất thiết cô ấy phải ngập tràn ham muốn trong cơ thể. Khi bạn nắm được điều này, bạn sẽ hiểu rằng một người phụ nữ ăn mặc hở hang, rất gợi cảm và sexy. Khi cô ấy đi ngang qua bạn, cô ấy nở nụ cười với bạn, thì không có nghĩa là cô ấy là một phụ nữ có nhiều ham muốn, hoặc là cô ấy đang muốn lên giường với bạn. Nhiều người cho rằng phụ nữ ham muốn hay không ham muốn là do nội tiết tố. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy điều này không hoàn toàn đúng. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng nội tiết tố không ảnh hưởng nhiều đến ham muốn tình dục của phụ nữ, mà yếu tố tâm lý và tình cảm mới là hai yếu tố vượt trội quyết định phụ nữ có ham muốn hay không. Kết luận này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ sau khi mãn kinh. Từ trước tới nay, nhiều người cho rằng phụ nữ sau mãn kinh thì không còn ham muốn chăn gối nữa,
bởi vì buồng trứng ngừng sản xuất estrogen. Tuy nhiên thì hôm nay quý vị sẽ biết rằng đây là quan điểm sai lầm. Phụ nữ khi mãn kinh, việc thiếu estrogen chỉ làm cho việc quan hệ khó khăn vì bị khô giáp. Nhưng điều này chỉ mang tính chất cơ thể, không phải là yếu tố tâm lý. Điều này một lần nữa khẳng định rằng mãn kinh ở phụ nữ không ảnh hưởng đến ham muốn của họ. Hầu hết là do tâm lý và tình cảm đi xuống. Ví dụ như người phụ nữ khi mãn kinh bị khô giáp làm nảy sinh tâm lý ngại quan hệ, chứ không phải là bản thân họ không có ham muốn. Hoặc là ở Việt Nam chúng ta khi tuổi tác cao một chút thì cái sự mặn nồng giữa các đôi bắt đầu giảm đi rõ rệt. Nhiều người mang tâm lý cổ hủ nghĩ rằng già rồi còn tình tứ, con cháu nó cười cho. Và từ đó tình cảm giữa các đôi lớn tuổi mất dần, không còn cảm giác ham muốn ở nhau nữa. Quý vị nên hết sức chú ý điều này nhé. Ngoài ra còn nhiều thứ khác ảnh hưởng tới ham muốn của phụ nữ. Ví dụ như sử dụng nhiều loại thuốc chữa bệnh, tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi, thời gian dành công việc nhiều, nhà cửa bừa bộn, không hài lòng với bạn đời, hoặc là vướng víu trẻ con, vân vân. Thứ ba là ham muốn của phụ nữ không hề kém hơn đàn ông. Chúng ta thường tin rằng đàn ông nghĩ về chuyện ấy thường xuyên hơn, rằng họ cần nhiều bạn tình hơn, dễ ngoại tình hơn, có thể lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào. Ngược lại cho rằng phụ nữ cần ít quan hệ tình dục hơn, họ ít khi ngoại tình hơn và không dễ lên giường với một người đàn ông lạ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã bác bỏ tất cả những định kiến về nhu cầu và ham muốn của hai giới. Họ cho rằng sự hấp dẫn và ham muốn ở phụ nữ không kém ở nam giới. Hơn nữa, quá trình kiểm tra phản ứng thể chất và tâm lý đối với các kích thích thị giác ở cả hai giới, họ phát hiện ra là phụ nữ có thể bị kích thích thường xuyên hơn. Thế nhưng vì sao người ta luôn cho rằng đàn ông có ham muốn nhiều hơn phụ nữ? Nguyên nhân xuất phát từ định kiến xã hội. Một người phụ nữ có ham muốn cao thường bị kỳ thị, bị gán cho các từ như dâm đãng, đàng điếm, vân vân. Một hành vi tình dục của đàn ông có thể được cho là đúng, nhưng khi gán vào phụ nữ thì không thể chấp nhận được. Ví dụ đàn ông có thể ngoại tình và vẫn được chấp nhận, vẫn được tha thứ, nhưng phụ nữ thì không thể. Rất ít đàn ông có thể tha thứ và chấp nhận một người phụ nữ ngoại tình. Hay là đàn ông đi mua dâm thì được, nhưng phụ nữ bán dâm lại được cho là một thứ gì đó rất tệ hại, là loại đàn bà chẳng ra gì. Những định kiến xã hội này tồn tại và ăn sâu vào đời sống nhận thức của con người chúng ta, khiến cho chúng ta nhìn nhận nhiều vấn đề có thể thiếu đi sự chính xác. Điều cuối cùng là chúng ta không nên đặt ra tiêu chuẩn cho ham muốn. Các bạn đừng bao giờ nói rằng vì bạn là đàn ông nên bạn phải thế này, hay vì bạn là phụ nữ nên bạn phải thế kia. Bởi vì mỗi người là một cá thể độc lập, do đó không có tiêu chuẩn hay chuẩn mực nào về sự ham muốn dành riêng cho đàn ông hay dành riêng cho phụ nữ cả. Ham muốn tình dục có thể hình thành trong quá trình kích thích hoặc do tự phát. Nhưng tất cả chúng ta nên hiểu rằng ham muốn là một quá trình kết nối giữa những điều mà bạn thích và những điều mà bạn muốn đạt được. Trong mối quan hệ nam nữ, nó là sự kết nối giữa tình yêu và tình dục. Do đó,
ham muốn trong chừng mực nào đó không bao giờ là một điều xấu các bạn nhé. Như vậy, hôm nay chúng ta đã biết thêm một số kiến thức mới về cơ chế, nội dung của sự ham muốn ở phụ nữ. Hy vọng nó sẽ giúp ích trong cuộc sống của mọi người. Chủ đề ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.